Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 4 tháng 5 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận một NFT có tên là Fallen Angel Unisys nha các bạn. Thì bạn nào có tham gia dự án này thì các bạn check xem mình có đủ điều kiện không nha các bạn. Thì hiện tại game show này còn làm được nha các bạn. Thì ảnh chụp nhanh của thời snapshot này nó diễn ra vào từ ngày 5 tháng 5 cho đến ngày 12 tháng 5 nha các bạn. Thì bạn nào chưa tham gia thì có thể tham gia được nha các bạn. Rồi thì bạn nào có tham gia trước ngày 4 tháng 5 thì cần copy phần link mô tả dưới video của mình, check xem mình có đủ điều kiện claim MT không nha các bạn. Thì các bạn mở trình duyệt Wiki Browser tất cả các bạn ra nè. Các bạn dán vào nha các bạn. Rồi sau đó các bạn connect với mạng Sol của mình nha các bạn. Nhập mật khẩu vào là được rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Nếu bạn nào đủ điều kiện thì nó sẽ hiện ra một claim nha các bạn. Bấm vào một claim và sau đó các bạn mở cái ví Phantom của bạn ra xác nhận nha các bạn. Các bạn sẽ tốn phí gas là của khoảng chưa đầy 1 đô phí gas token Sol nha các bạn. Chưa đầy 1 đô nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã claim xong thì các bạn nhấp vào một mo nè. Mình check xem mình đã có về chưa nha các bạn. Thì các bạn bấm vào một Fallen Get Funding nè các bạn, một xanh xanh. Rồi sau đó các bạn nhấp vào ba canh cùng nha các bạn. Các bạn bấm vào Mi nè, FT nè. Thì các bạn sẽ nhận được, sẽ thấy được một FT NFT của mình có tên ký hiệu là Fallen Angel Unisys NFT nè. Rồi vậy video của mình đã hướng dẫn các bạn claim NFT đến từ nền tảng của Rallyc.eco đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nha.